Xin chào mọi người nha, mình là Quyết Bonito. Antonio chào mọi người đi. Ok, xin chào tất cả các bạn. Đây là Antonio. Còn trên kia là Quỳnh Con kìa, mọi người trông. Đấy. Để cho Quỳnh Con xem nào. Nhìn thấy camera là chào luôn đi. Quỳnh chào đi. Thấy camera là vẫy tay nhé mọi người nha. Còn ông Tông thì mới mà lên thành phố mua được cái loa về, bây giờ là nhảy. Mấy đứa trẻ con đang ở nhà. Maria thì đang dọn bát đũa nha cả nhà nha. Hôm nay trời bị mưa đấy. Mưa, buổi sáng thì nó không mưa, các bạn vẫn làm việc rồi. Bây giờ chiều mưa. Thế nhưng mà bây giờ trời mưa này thì tranh thủ mình sẽ đi loát cho mọi người một loạt, một vòng xem là nhà bạn ấy trồng được cây cối gì ở trong vườn nhá. Quỳnh Con. Antonio. Vai mua apresenta para tudo o povo ver você já plantar que aqui. Vai mua que acabar aqui depois. Vai lá na cima. Ok. Aqui temos as primeiras plantações que semeamos neste ano, nesta época dessas chuvas. E vamos ver como é que elas estão. Espera, você fala para, eu vou transferir do língua vietnam, entendeu? Fala para. Pouco, para entender, tá bom. Antonio bảo bây giờ là Antonio sẽ đi, Antonio bảo bây giờ sẽ giới thiệu từng cái một như mọi người nhá, để xem là chúng ta trồng được những cái gì nhá. Ok, Antonio. Sim. Aqui, já começando aqui, temos o feijão verde, feijão comprido, de Vietnam. Đấy, đây là đậu đũa, mọi người, đậu đũa nhé. Đậu đũa của Việt Nam mình mang sang để trồng đấy. Sim. Eles estão em fileira assim, foi tudo até lá. Temos quatro filas, umas. Bốn hàng nha mọi người nha, bốn hàng. Đấy, mình sẽ tranh thủ dịch luôn Antonio nói. Ok. Yeah. E por este lado temos mais este canteiro de củ cải. Đây, là chúng ta có cái luống này là luống củ cải. Trồng bây giờ là củ cải nó cũng đã lên cá rồi. Các bạn ơi, ngày mai sẽ phải vun. Amanhã. Dia já vamos amanhã mesmo já vamos arrumar a terra porque ela já o vento é muito e também está caindo muito no chão. Ok. Pegar aqui assim, assim e juntar, né? Okay. Antes de juntar, meter um pouco de adubo. Adubo, já. Yeah? Ok. Aí. Đây là củ cải este, được này. Este aqui, este é o canteiro de cebola. Đây là hành mọi người, hành. Este cebola que aqui em Angola chamamos de cebola de Kimbundo. Cebola Kimbundo, né? Sim, ok. Hành này là hành chúng ta trồng có khả năng nhiều phân dê quá nên nó cũng bị cháy một ít nha mọi người. Nhưng bây giờ thì nó ổn rồi. Lúc đầu thì nó cháy thế nhưng mà bây giờ thì cũng ổn rồi. Trong này nó có cà chua mọc lạc, mọc dại. Ngày mai ngày kia các bạn sẽ làm cỏ, các bạn sẽ làm sạch hết lại ở đây. Novamente củ cải. Este também củ cải. São três canteiros de củ cải. Đấy, ba luống củ cải nha mọi người nha. Aqui temos a semente de couve doce. Este aqui. Cải ngọt mọi người. Đấy. Este é uma couve. Chuẩn cải ngọt rồi. Que nós estamos a chamar de couve doce. Đây là luống chẳng là trồng cải ngọt này. Chỗ đây là cải bẹ vàng. Essa chama cải bẹ vàng. Então, aqui temos o cave vian. Cải bẹ vàng. Cabe ban. Sim, cải bẹ vàng. Cabe ban. Tất cả đi vào trong kia là các cái luống cải bẹ vàng hết mọi người. São quatro canteiros também. Bốn luống nha mọi người nha. Chỗ này cũng là cải ngọt này. Essa couve doce, né? Também couve doce. Đấy, đây quatro là cải canteiro ngọt. Mais. Bốn luống có cải ngọt này mọi người. Ok. E aqui temos o ramuão. Este aqui é o ramuão. Ramuão nha mọi người. Famoso ramuão. Ramuão bây giờ đang lên khá là ok rồi. Temos também quatro canteiros feitos. Cinco. Cinco. Ah, ok, cinco. Năm luống nha mọi người, năm luống, năm luống. Ok. Aqui ainda. Carrot. Vamos ver carrot. Cenoura. Ah, ok, sim. Ei, a cenoura até... Pô, estava a esquecer porque ela ainda não saiu. Carrot trồng nhưng mà tia ra chưa. Você estava a sair já. Antonio ngay vẻ là quên carrot mọi người. Không biết là nó có lên được không, vì cái hạt giống để cũng khá lâu. À, đang lên rồi này. À, rebentou muito. À, ok. Acho que nos 100% só rebentou 40. Nên nhiều đấy, carrot lên ok đấy.
Tá, tá rebentou bem. Tá, tá mesmo. Calor tá mesmo. Tá lendo ok, né? Đây, đang lên này. Nhưng mà cái tỷ lệ nảy mầm có vẻ nó cũng không cao lắm. Tắt được không? Được đấy mọi người, cà rốt đang bắt đầu lên rồi nhé. Đang bắt đầu lên. Ok, bây giờ nó trở nên chưa nhiều lắm. Tại vì mấy bữa rồi nó cũng đang... Agora vamos passar por aquele lado onde temos o macunde preto e macunde verde. Antonio bảo bây giờ chúng ta sẽ đi xem đi xem đỗ xanh với lại đỗ đen mọi người ạ. Giới thiệu cho mọi người xem đỗ xanh với đỗ đen. Này ông thần này. Sao anh thần? Có biết ông đang nghe cái bài nhạc gì mọi người ạ? À, các bạn đi cuốc, các bạn đi trời mưa rồi, nên là vào nghỉ. Ông thần này okay. Nhảy là sướng rồi. Aqui chegamos no Macunde Preto. Este todo lado aqui é o Macunde Preto. Este é canteiro aproximadamente tem 4 de largura e 10 de comprimento. Bạn ấy bảo đây là đỗ đen của Việt Nam mình đấy nha mọi người. Mà chính xác nó là đỗ đen đấy, chứ cũng không cần phải bạn bảo nó đâu. Bạn đang tính khoảng là tầm 4m đến nhân 10m chiều diện tích đỗ đen. Đỗ nên khá là tốt. Temos bom espaço để passar. Chỗ hơi dày. Aqui também temos este canteiro é macunde verde. Chỗ này là đỗ xanh mọi người, đỗ xanh Maria rất thích đỗ xanh cho nên Maria trồng hết cái khu vực này là đỗ xanh. Aproximadamente tem 6x5. Aquela pode ter 3x4. E à frente ainda temos mais. Năm nay là diện tích trồng đỗ xanh rất là nhiều. Đấy, bạn ấy trồng ở đây là đấy vừa bạn vừa bảo ấy là có chỗ này khoảng tầm 5m x 6m với lại là ở phía ngoài này là cũng một ô nữa với lại ngoài kia thì trồng rất là nhiều đấy. Năm nay diện tích trồng đỗ xanh gấp 5 đến 7 lần cái năm đầu tiên năm ngoái. É sombra aqui. Acho isso. Ok. Por este lado de novo é canteiro de feijão macunde verde. Sempre. Aquele também macunde verde, também sempre. Aquele também canteiro de por aí 3,5 de largura e acho que 8 de comprimento tem ou 9. Đấy, nói chung là toàn bộ diện tích chỗ này là trồng đỗ xanh năm ngoái, chỉ có trồng một vũng nhỏ này thôi. Năm nay các bạn ấy trồng thu hoạch này tha hồ đỗ xanh luôn đấy. Temos 1 2 3 4 5 6 7 canteiros de macunde verde. E ano passado nós só metíamos canteiro. Canteiro de assim tipo aquele ali. E nós tínhamos metido, lembrando bem, copo pequeno. E quando colhemos 11 quilos. E desta vez, assim temos 4, 5, 6, 6 canteiros, acho que 50 quilos. 40 por aí. 40. Bạn bảo là năm ngoái chỉ trồng một luống thôi, nhưng mà từ cái số hạt giống bé thôi, một cốc bé hạt giống thôi, nhưng mà trồng ra được khoảng 12 cân đỗ xanh. Năm nay mình đang ước lượng khoảng 50 cân, bạn bảo ước lượng khoảng tầm 40 cân thôi mọi người nhé. Nhưng mà chắc là sẽ hơn ấy, khá là nhiều đỗ xanh ấy. Ông Tông này, ông cũng thích ấy. Tông Tam Anh Gostan đấy. Tông Tam Anh Gostan de Planta. Dạ, ele assim, ele também tá como, é a primeira vez a estar conosco. E ele já está vendo como é que é a prática, são novas técnicas mesmo, e ele também gostou dessas novas técnicas, ele quer muito aprender, ele está goloso para aprender, yeah, então é aqui já onde ele vai aprendendo e para toda a vida. Agora vamos subir né, no montanhari, vamos mostrar lá. Né? Ok. Né, chúng ta đi lên trên đồi, né, xem trên đồi các bạn ấy trồng. Na montanha vamos ver o milho e o cudau que já está saindo. Để đi lên trên đấy trồng xem là ngô nếp với lại là củ đậu trồng đã như thế nào rồi. Đấy, đậu xanh ở dưới này thì rất tuyệt vời. Năm nay đất của các bạn ấy cũng rất là ít cỏ. Việc làm cỏ năm nay của các bạn cũng rất là nhàn và thong thả, không phải gấp gáp như lần trước. Năm ngoái này làm cỏ đỗ này chưa lên cỏ đã lên rồi. Ali tem a letra, as letras não acabaram de completar porque outras partes não rebentou, não saiu. Đấy, Antonio bảo cái dòng chữ này làm nó lên không đủ. Dòng chữ Việt Nam Angola đấy. Vamos escrever bem outro dia. Esse ainda só experimentamos. Lên trên đồi nha mọi người.
ở cái khu vực này là chúng ta sẽ để dự để trồng cà chua. Thế nhưng mà cà chua nó lên chưa ok lắm. Năm nay gieo cà chua la nó vẫn đang bị thối cổ rễ. Đấy, cho nên là nó chưa ok lắm. Chúng biết là chúng ta nó cũng lên chưa cao nên chưa trồng ra. Còn cái khu trên đồi mà các bạn đang trồng lạc với trồng ngô ở phía trên đồi bên kia thì mọi người cũng xem video mọi người cũng đã biết rồi nha. Đây bên này là đu đủ này. Đu đủ Việt Nam mình cũng rất là nhiều này. Yeah, ta crecetamos con me, otro estamos. Ai, mọi người trồng nha, đu đủ rất là nhiều đu đủ. Trồng từ năm ngoái cơ mà. Còn hai hàng xả hai bên thì rất là ok rồi. Hàng xả này mà bên xả này mới trồng thì nó đang lên. À đây còn ở đây nữa các bạn nhỉ, quên này. Quên ở đây này. Ok, e por este lado de baixo, ainda estávamos a esquecer, temos aqui novamente o pepino. Chúng ta còn có ở đây dưa chuột này. Esta armação foi feita para ele subir lá e ficar aqui em cima dos paus. Ok. Bạn ấy mới làm được một cái giàn. Temos também três canteiros. Mới làm được một bên giàn này thôi, còn mấy lúa bên kia các bạn ấy chưa làm đâu mọi người. Cada canteiro. Đó. Cada canteiro tem 90 pepinos. Bạn đếm cada được 9, bạn đếm được một luống được 90 cây các mọi người. Assim 9 vezes 3, acho que são 250 pepinos que estão aqui semeados. Ok. Yeah. Sim. À, đi lên trên xem nha. Vento é que está empurrando água, que está nas folhas. Đây chỗ này là chúng ta trồng cỏ này nha mọi người nha. Dạ. Chỗ này là trồng cỏ. Tôi nói amanya nấu kẹo xem mete kì rama. Argu mày hâm mày chơi kìa. Mete ra rama. Sim do dia tarde. Cada vai trazer 5. Quando nós arrachar 5 são. Sim. Dàn su su thì để ngày mai ngày kia các bạn ấy sẽ bắt cái dàn su su lên cho nó lên. Sim. É mesmo assim dali. Oh, só que aqui também. Ah, não. O risco aqui está aqui. Depois nào Andamayaki Mutumal này. Chỗ này trồng cỏ này nhưng mà mọi người đi lại. Família ali, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Yeah. Que nome? Sapota. Sapota. Sapotilia. Sapotilia. Nós só falamos no quilombo, tem, é mesmo? Que é um xiem, né? Sim, é quilombo, tem muito. Tem, tem. Mọi người trông như cây hồng xiêm. Đây cây hồng xiêm nha mọi người. Esse no na cidade só cuia já. Na cidade assim, cuia o cartão está carregado. A cozinha também está carregada. Đây ông bà có cây ổi nha mọi người nha. Ok. Sim. Número. Mấy con dê đang đứng nhìn xem mấy ông này đi đâu. Rồi lên trên vườn củ đậu. Ok. Đây. Chegamos à parte onde está semeado o củ đậu. E vamos lá ver, ele já está tentando saindo da terra. Estão aqui, são esses. Este é um deles. Củ đậu đang lên này mọi người này. Sim, este é um deles, outro este. Outro este, outro este, outro este, outro este. Đang lên hết rồi. Củ đậu bây giờ đang lên rất là đẹp. Rồi hôm nay mưa rất là chuẩn đấy. Tốt, aqui temos até lá em cima. Assim muito bom. Sim. Ok. Các bạn ơi, đây là cái luống củ đậu đầu tiên các bạn ấy trồng những cái luống củ đậu này. Nói chung là mình củ đậu sẽ chia ra từng phần mọi người nhé. Bạn ấy sẽ không trồng dồn củ đậu một lúc. Thế cho nên là trên này còn rất là nhiều đất trống để trồng củ đậu nữa. Ok. Agora vamos ver. O outro lado onde temos o milho Vietnam também. Vamos ver. Đi lên trên kia xem ngô của Việt Nam mình nè. May quá hôm nay nó lại có mưa. Mấy hôm liền không có mưa đấy cả nhà. Mới mưa xong nên là đất đồi rất là bẩn. Đi lên dính đất cát. Để cho mấy ông thần này cũng đi theo để xem cái thành quả của các ông làm thế nào. Mấy bữa nữa là trồng cái xong là quay ra làm cỏ rất là vất vả rồi. Bên này là đất của số bà mọi người. Chúng ta đang đi trên đất của số bà. Còn đất nhà này, đất bên nhà bà này quất sâu hết lên rồi. Cháu nào dám vào nữa. É na palmeira. Yeah, ok. Aqui temos o milho. Ngô Việt Nam já vejamos. Đã lên rất đẹp.
Esse aí. Aquele primeiro que metemos, aquele milho de Angola. Primeiro que metemos é o milho de Angola. Sim, sim. Não é? É. De Angola. Esse primeiro é de Angola. Rápido. Então ele, esse já está mais rápido. Uhum. Sim. Thế là các bạn ấy trồng ngô Angola trước, còn cái ngô Việt Nam là trồng sau, mà ngô Việt Nam mình lên đất là nhanh. Agora, aqui é onde eu meti a soja. A soja toda acabou de apodrecer na terra, ficou podre na terra, está mal. Ela ficou podre, sim. Đầu tiên các bạn ấy trồng không biết hỏng à? Este aqui tipo é, só, ele só deu mesmo assim, um aqui, outro lá, só, esse. Đầu tiên cái hạt giống mà Antonio để thì nó bị hỏng mọi người, không nên đều, không nên hết được. Sim, temos que procurar mais semente de soja. Tá bom. Yeah, porque não podemos falhar esse ano um pouco só, pelo menos. Thế là đỗ tương bạn trồng là bị hỏng nha mọi người nha. Một luống là đỗ tương này thôi, vì cái đỗ tương các bạn để giống ấy. Aqui também foi củ đậu, mas ele ainda não saiu porque primeiro é que ele este dia seguinte. Chỗ này toàn bộ đây nó cũng là củ đậu nữa này. Tất cả. Ok. Đấy, đi xuống dưới kia là củ đậu nhá. Nhưng mà chỗ này trồng sau nó chuyên lên. Agora temos ali a palmeira, onde o Nelson. Nelson só querer tirar o bidão para beber. Antônio bảo ở kia là có cái cây cọ mà Nelson rất là thích, chỉ thích để lấy ra để uống thôi. Đây, ngô nếp này chúng ta nhìn lại ngô nếp. Có một luống, hai luống, ba luống, bốn luống, năm luống, sáu luống. Sáu luống ngô nếp rất là to, đi chạy dài đến đằng kia khoảng tầm 7 đến 8 mét thì đấy, khoảng chục mét mọi người. Esse de hoje, o de ontem já guardei em casa. Esse de hoje? Não está bem. Ainda tem? Saí já? Já está saindo? Tem um pouco. Mostra, saiu muito um pouco. Saiu, assim ainda só saiu um pouco, porque essa só saiu de manhã. Vai, destapa aquela ali, aquela. É, né? Hôm nay rượu lá rất ngon đây này. Mas de manhã? De manhã eu já tirei um até aqui. É? Até aqui, já. Então assim já pode provar. Já. Vamos provar acabar, não é? Sim. tira já. Eu vou ver. Não, vê, tira em décimo, já. Để xem lá. Deixa mình thử, tira lá. É melasso, está bem doce, assim que... Tem muito que isso dentro. Ele segue a doçura, está doce. Có rất là nhiều kiến bên trong, mọi người. Nhiều kiến bên trong, vì nó ngọt quá mà. Já. Mas essa não faz mal. Eu tô vendo coadora na boca. Coadora. Ngọt thế. Bánh doce. Bánh doce. Bánh doce. Ngọt lắm mọi người. Cực kỳ ngọt luôn đấy. Yeah. Agora canh. Agora canh. Agora sou eu. Antônio. Ngọt cực kỳ luôn đấy. Sim. Ngọt thế. Ngọt nhờ. Ngọt. Ngọt nhờ. Ngọt é bánh doce. Yeah. Tá tipo é água que é misturam com açúcar. Nelson já não tá, né? Não tem nada, né? Nelson já. Tô só um bocado. Carinha, só já. Não, tá bom. Tá bom, né? É, ngon lắm mọi người, cực kỳ ngon luôn đấy. Đấy, hôm nay là chúng ta đi lên review cho mọi người xem là một loạt những cây trồng các bạn đi trồng ở phía cái đất này là cây trồng của Việt Nam mình các bạn đi trồng ở đây. À, chúng ta vẫn tiếp tục trồng ra nữa mọi người, bởi vì là tâm các bạn đang còn xen kẽ song song là trồng ngô với này lạc ở phía trên nữa kia nữa cơ mà. Thế nên là chúng ta cứ chờ đợi để xem là cái kết quả của các bạn nên làm ở đây sẽ như thế nào nhé. Đấy, bây giờ là video này sẽ kết thúc ở đây thôi nhé cả nhà. Các bạn lại đi cắt tiếp để cho nó ra thêm nhiều nước đây này. Antonio lại đi mài lại dao. Bạn đi rửa lại con dao mọi người. Đây, cái video thì ai mà muốn xem chi tiết cái bạn ấy làm như thế nào cái với cây cọ này thì mọi người xem video trên kênh Anh Chàng Châu Phi của Antonio nhé. Agora, phải chào Turu Pesuan à. Xin chào mọi người. Bye mọi người. Ok, hẹn gặp lại nhé. Ngày mai. Ok, chào mọi người nha. Xin chào mọi người.